Anh hướng dẫn các bạn cái phần mềm Bucket Chaser. Học quản trị mạng thì không thể thiếu được phần mềm này. Phần mềm này được có Cisco nó phát triển, nó viết ra Cisco Bucket Chaser. Nó mô tả, mô tả mô phỏng một hệ thống mạng router, switch, server, truyền dẫn luôn, đầy đủ các giám số. Nó xây dựng một hệ thống mạng để các bạn thực hành trên này. Thì đây là thanh menu của nó. Cái này là gồm các thiết bị. Cập kích vào đây cái là các bộ điều tuyến, rất nhiều các dòng khác nhau. Anh lưu ý và trong các bài lab, tất cả bài lab thì chúng ta nên dùng con 2811. Và thanh menu tiếp theo là thanh menu về các máy chạm. Thì đây chúng ta rất nhiều PC, laptop, server, máy in, IP phone, voice IP phone, vân vân, TV cả. Và chúng ta hay dùng workstation thôi. Tiếp theo đây là phần dây dẫn cáp. Rất nhiều loại cáp khác nhau. Chúng ta chưa học đến bài cáp thì chúng ta sẽ chọn cái dây đầu tiên, dây auto. Và máy là thiết bị nó tự động chọn dây các bạn, dây thẳng, dây chéo như nào. Đó. Đây là dây console, dây thẳng, dây chéo, các quạng vân vân. Rồi. Đây. Đây là switch. Đúng không? Đây là hub, thiết bị wifi, tường lửa, vân vân. Rồi bây giờ để dựng một cái mạng LAN rất đơn giản, một phải có gì em? Server, PC. Phải có gì nữa? Server. Được chưa? Có gì nữa? Nối với nhau bằng cái gì? Switch. Kéo ra nữa, ký vào đây, kéo ra. Xong chưa? Phải có gì nữa? Thôi, thế nối. Lấy dây nối, cái gì đây? Nối. Nghe hiểu chưa? Nối dây. Và mỗi một máy tính này phải có địa chỉ IP đúng không? Máy tính danh. Gắn địa chỉ IP trên nó. Tại địa chỉ IP đây. 192.168.1.1 là địa chỉ IP của nó. Thực ra địa chỉ IP này là cái gì thì các bạn cũng chưa cần hiểu vội, tại vì chúng ta học bài địa chỉ IP sau. Nhưng đại ý là có một địa chỉ IP định dạng cho cái máy tính đó. Con này con server này, web server đặt 192.168.1.2. Em hiểu chưa? Chúng ta là toàn là dân kỹ thuật, chúng ta làm nào để biết. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn đặt IP trên cái máy tính này như nào. Có nghĩa đến anh làm đã, sau làm sau nghĩa đã. À, bây giờ đặt IP trên máy tính này nào, kích vào PC được chưa? Rồi. Kích vào desktop, kích vào IP configuration, gắn IP cho nó bằng lệnh gì? À, giống như mà IP trên máy tính nhá. Anh nhắc lại này, kích vào PC này, nó có Firefox cũng có này, web browser, có command line có này, terminal có này, IP configuration vào IP, gắn địa chỉ IP 192.168.1.1, sử dụng phím tab, standard mask. Default way là gì, DNS là gì, nói sau. Nhưng phải có địa chỉ IP được setup mask đã, được chưa? Rồi. Thằng này đặt là 1.2, tích vào đây. Tương tự desktop, server mà à, server ổ cứng à, ổ đĩa này, vâng, giấy mạng à. Desktop IP. Ok chưa? Bây giờ để kiểm tra máy tính này và server này thông với nhau bằng lệnh gì? Bình, có bình không? Bình và PC này. Kích vào command line này. Có bạn nào chưa biết lệnh bin không? Bin làm cái giao thức để kiểm tra xem hai máy tính nó có nối được với nhau hay không bằng bản tin ICMP. 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 Internet Control Protocol. Đơn giản là tôi gửi qua tin từ cái máy tính này đến máy tính bên kia. Nếu mà máy tính bên kia sống, hai máy tính này thông với nhau thì nó sẽ trả về. Ok. Bằng câu lệnh là bin M28.8.8 đấy. À, tôi gửi một gói tin đến con server 8.8. Nếu mà 8.8 trả về tức là máy tính của anh thông đến 8.8 đi. Hay người ta gọi là có internet đó. Rồi. Bây giờ tôi lại bình đến con 1.2 thôi không đánh gì? Bình. Anh nhớ. Chưa bấy. Thông không? Ok chưa? Hai máy thông với nhau không? Rồi. Bây giờ tôi đã triển khai dịch vụ web cho con server này. Triển khai không? Rồi. Kích vào PC nhá. Kích vào server nhìn này. Service. Con server này có thể cài được rất nhiều dịch vụ. Tôi cài dịch vụ web. Kích vào web. On lên. Trong đó có file index.html là file trang chủ á. Tôi có thể sửa file này. Để khi vào trong web này nó sẽ hiển thị cái nội dung khác. Anh nói lại đây chỉ là mô phỏng thôi, giả lập thôi. Còn thực tế cấu hình trên server thật đấy nó khác. Em hiểu chưa? Mô tả thôi. Edit. Đây, nội dung đây. Đoạn code này. Các bạn hoàn toàn có thể sửa là thế nhỉ? Đây là Cisco Bucket Chaser này. Welcome mà. Tu à, VNS. Ok chưa?
Rồi các bạn xếp vào. Yes. Rồi bây giờ tôi muốn vào vào web được không? Vào đây. Click vào đây. Phải phóc mà. Được chưa? Phóc web bây giờ đã có tên miền chưa? Chưa có gì cả. Chỉ gọi trực tiếp IP này có được không? Đây. 192.168.1.1. Đó, nó phi vào con server. Nó load cái file index.html về đúng không? Welcome to VNet chưa? Ok chưa? Đây là package JSON đấy. Sửa welcome to VNet. Hiểu chưa? Đó là nó ghét bản tin HTTP, ghét cái file index về hiển thị giải mã ra. Ok. Rồi vậy thì hướng dẫn các bạn sử dụng nối DC với server trên package JSON triển khai dịch vụ web. Rồi. Chưa làm em.